chưa có khán giả yêu mến Phúc đi mua, xe nè, mua cho một xe đồ bữa nay, mua cho đồ ăn rồi mua xe sáng nữa, dẫn đi ăn sáng nữa, hai anh em đi ăn sáng. Ui là trời, vậy hả Phúc, để coi vậy đó hả, không có đi tắm rửa gì hết rồi dẫn đi vậy luôn hả? Tắm chi vậy, dẫn ăn gì cho ăn gì vậy? Ăn cơm tắm với hai chai nè, ăn cơm tắm với lại chai gì vậy, uống gì vậy? Uống soda chanh uống là trời. Đây, ủa hình như là thấy có gặp gặp rồi phải không ta? Gặp quen không hả? Tại quen vì đeo chị? Đeo cái gì, đeo khẩu trang rồi sao, nhưng mà nghe giọng nói là quen rồi hả? Bởi vì gọi chứ Hằng mà nó ủa nổi lên cái số là tên là Kevin là chứng tỏ là có gặp Hằng rồi, Hằng mới có lưu số đúng không? Đúng, mở cửa, anh lấy. Bây giờ đi mua xe đạp mới cho ổng luôn nè. Ok, mua rồi là phải dặn sao mới được nè. Mua cho ổng cái canh gì vậy? Anh thích cái gì anh lấy đó. Đi đâu vậy, đi chợ nào vậy? Đi Walmart. Đi Walmart rồi mua luôn quần áo luôn hả? Đầy đủ hết cái dây nịch quần áo. Ô là trời, thấy chưa ông Phúc, coi đây là khán giả xem kênh của Hằng nè, rồi thấy ông Phúc rồi cái là đi rước ổng, rồi sao sáng sớm biết ổng ở nhà đi rước vậy hả? Rồi chạy tới đâu tìm gặp ổng vậy? Ở đây, đi lội xuống dưới luôn mà sáng sớm ổng ở nhà đúng không? Cho quay chiếc xe đó, xe đạp mới tinh này nha. Kevin mua cho anh Phúc này nha. Chiếc xe này là phải giữ kỹ nha. Ê, có mua ổ khóa không vậy? Có mua ổ khóa không? Quên rồi, hồi mua đem lại. Đúng rồi, bây giờ không mua ổ khóa là ổng đi là không khóa là ổn. Cái cổ này lại nè, cái cổ này nó Mấy trăm vậy? 110 mấy đồng à. Ở quê mạc hả? 110 mấy đồng á. Không, anh thích chiếc nào thì anh lấy chiếc đó rồi em mua cho. Ồ vậy hả? Ôi ôi Phúc ơi. Phúc có phước quá, dạ đem xuống không à. Không bây giờ đem xuống, em đem cho anh rồi em chạy về nhà của em lấy đồ nữa. Em lấy đồ đem qua cho anh nữa. Vậy cái này nè. Đây em hỏi anh. Nguyên thùng nước ngọt luôn rồi, đưa đây Hằng phụ tiếp cái nào. Hằng cầm mấy bọc cho. Đó đó, chị cầm nó đi. Nào Phúc lại cầm cái xe phải không? Rồi. Hả? Ủa thôi đưa Hằng cầm mấy bọc đi, cầm xe gì được không? Cầm xe được không? Được. Thôi Hằng cầm này luôn cho. Không, để em cầm cho. Cái mẹ cầm gì vậy? Lấy hai cái chai không về á. Chai không chai vậy? Đây, đưa hai chai đi. Hai chai. Ủa lấy về làm gì vậy? Đó, à, đi lượm cái quen đây rồi đây. Chai vậy cũng lấy nữa. Em đem xuống dưới rồi em chạy về nhà em lấy đồ cho. Là trời con Phúc nè. Nhiều người thương ông lắm á, bởi vì ông gắng cố gắng lên Phúc à. Đi. Nhớ chưa? Thiệt đó, thấy người ta thương không? Thấy khán giả thương chưa? Đi lên xe chở về nè. Lên xe hả? Phải có ghế tôi leo lên cho ông chở. Phải có cái chỗ ngồi. Bữa nào phải gắn chỗ ngồi nữa. Phải gắn chỗ ngồi, bữa nào cho ông Phúc chở tôi nha. Nghe Phúc. Hả? Bữa nào gắn cái ghế yên chỗ ngồi nó nghe cho ông Phúc chở nha. Chịu rồi chở liền nha. Bữa nào cho Phúc chở mới được. Đó, giờ Phúc có xe mới nha mọi người. Lẽ bỏ người đẹp đi bộ mình xong. Bây giờ ổng leo lên ổng chạy cho nó lẽ bỏ người đẹp đi bộ mình, ổng cũng dắt luôn. Không nặng. Được, thằng cầm chứ. Cái chạy nè. Xe sắt được. Được. Thôi anh Phúc chạy vậy đi, thằng cầm gì được rồi. Này. Ổng xả thằng nặng, ổng nói là đưa ông cầm rồi thôi, thằng cầm gì coi. Đi anh Phúc đẩy đi. Sợ anh Phúc gớt mì á, đưa cho thằng cầm cái chai đó không có nặng đâu. Mày ga lăng vậy đó trời. Cái chai đó đâu có nặng đâu. Mày ga lăng. Rồi đưa đây em cầm này cho, em nói là không có nặng. Đưa đây. Ổng ga lăng quá đi. Đi chơi. Ổng nói là sợ thằng nặng, thằng cầm cái can chuốt đó mà ổng không cho kìa. Đó thấy chưa? Thôi đưa em cầm cho rồi anh Phúc ơi. Ây da. Đó, anh làm hồi nó bể cái thùng mì nữa nè. Đi chơi bao bệnh. Tôi nói gia lăng á trời ơi. Gia lăng giờ gớt luôn cái thùng mì. Cha nói là sợ thằng nặng, thằng cầm có cái này không đâu có nặng đâu. Đó, gia lăng vậy đó mọi người. Ngồi thay bộ đồ cái băng đôi giày vô. Thôi thay đồ vía rồi nó. Cái gì đó giày kìa. Thay bộ đồ chở. Được. Đi, đi đây, được rồi đi nha. Được không vậy? Đừng có chạy. Dẫn đi hả mà. Không có chạy. Hồi nãy leo lên chạy cái nói thôi ta dẫn luôn. Ôi là trời. Thương ổng vậy đó hả? Thấy không tội hả? Không mà ta thấy không tội nghiệp lắm. Thiệt. Im mà xe mới rồi làm gì không im. Quá mới quá ngon. Lâu lắm rồi đó. Coi lâu lắm rồi phải không? Đúng rồi, hôm nay mới gặp á. Hôm nay mới gặp. Để bữa nào em rảnh á, em mời chị với anh Lịch đi ăn bữa. Vậy hả? Mời ăn bữa.
Tại vì bữa nay ổng gài đi kiếm ảnh lâu lắm rồi. Tính kiếm... cả anh đi mua đồ với đi ăn uống á. Kiếm Phúc hả? Yeah. Còn hôm nay sáng sớm em đi xuống luôn á. Giao xe đạp nó khỏe khóa đi. Cho sách ổng mềm thùng mì vô trước. Giả yêu mến nè, dẫn đi ăn nè, dẫn đi mua đồ cho nè, rồi đây nè, rồi cho có xe đạp nữa nè, làm phòng lấy đàng hoàng chứ, rồi đây nữa nè. Ủa là chờ đó, người đẹp vô chơi quá, thôi giờ lên bờ đi, đừng có làm phòng gì nữa hết á. Phúc ơi, bây giờ lên bờ đi thì người đẹp không có chê nữa, còn gì nữa. Dạ, tên chiều nhiều nhất không? Đem Hồng Kem ra đây ăn đi nói chuyện đi. Ừ, ăn ngay phim đi, ngồi xuống ăn ngay phim. Ra đây là nốt cơm. Không, em ăn đâu. Anh ăn đi. Nhưng mà ăn chứ, cái hồi đang chạy. Ăn cơm còn no quá. Vậy chứ không mua biết nhiêu không? Dạ. Không phải lớn rồi, 8 đồng mấy còn 9 đồng. Vậy đó, mua rồi. Đâu mà mắc dữ hả? 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 Mua đâu mà mắc dữ hả? Mua chỗ EBN gì nè. Bây giờ kêu ổng đi về đi tắm rửa hoài mà ổng không có chịu đi đó Phong. Tắm không? Tắm có chỗ tắm mà. Ở đây tắm ở đâu? Cái này nè. Trời ơi, cái đó nước đâu nữa, nước đó nước ghê. Ở trên kìa. Ủa, trên có chỗ tắm. Đi tắm đi. Ở trên. Vậy đi tắm đi. Chiều. Ok. Cho mấy đồng nữa hả? 7 đồng. Ờ. Mua gì mua. Cho 7 đồng. Mua đồ quá nhiều rồi, không có cho tiền nữa. Đúng rồi. Không, có sao đâu. Để cho anh có mua nước gì mua. Mua nước uống, đúng rồi, mua nước uống. Tại sợ mua 7 kia. Để em lấy thuốc hút qua cho. Rồi. Tại sao sợ mua 7 kia thôi. Chứ không, ổng không có mua 7 kia, nói vậy là ổng hiểu chưa nè. Không có mua gì để mà đi Phương thấy ở ngoài đường tao nghiệp mà ổng phải uống nước đá bào, ổng hay đi thì ổng uống để nước. Đi về ra mang thử coi. Bỏ đi về. Mang về. Thôi đi tắm đi. Dẫn ông đi tắm. Đi tắm không? Không, ở nhà tắm có rồi. Tắm ở đâu? Tắm cho đây nè. Đâu đi qua bển tắm rồi. Anh lấy đôi giày đôi vớ ra, lấy một đôi vớ đôi giày ra mang thử coi vừa không? Từ từ. Vừa. Thì mang thử coi cho chị Hằng coi coi. Thank you. Vừa. Có vớ không? Có, mua cho một lớp vớ luôn mà. Ôi là trời, vậy là quần mới đó nha. Quần mới luôn, quần mới. Mới nữa. Ừ, quần mới với lịch mới, phải bận đồ đẹp đó, đi chơi nha chưa. Đó, giày mới nữa, đâu rồi, đi giày mới tinh luôn hả? Mới tinh, giày mới mà. Anh trời ơi, giày ngon lành. Xây mấy vậy? Anh thích là... Đi bộ nhiều là phải mua gọng gọng chứ hao. Biết có mặc quần trong không để cởi ra luôn. Ông ra cởi đồ, ông không biết ông có bận gì trong. Mà cái mình đi ra đi lỡ ông cởi quần rồi bắt. Không biết có bận không cái cởi ra để cởi rồi. Cháu quên cho nói cháu không biết có bận quần hay không. Bận em quần trong. Em nói khi nào mà muốn đi chơi á. Em mua cái vé máy bay cho đi chơi cho thoải mái. Đi luôn hả? Em mua cho mà. Trời ơi, nè Phong lột khẩu trang cho bà con cô bác biết không đi. Làm thứ hai đi, bữa nay cho xin lỗi đi. Bữa nay Phong bắt cỡ. Chào chị khán giả bà con cô bác, các anh các chị ha. À hả? Của kênh chị Hằng nha. Mấy giờ Phong chú? Hả? Chú liệu mình chờ xem thuốc đó, ăn không có xuống. Một tiếng sau em quay lại, để em nói chuyện với chị Hằng cái. Rồi, ok. Chào ha, chúc mọi người sức khỏe bình an. Tại vì bữa nay lần đầu xin phép không có mở mắt ra. À hả? Lần thứ hai mở. À hả? Mình em cũng là một người bình thường thôi chứ không có gì. Tại vì yêu mến anh Phúc. Yêu mến thương tất cả mọi người ở đây thôi. Dạ. Ok. Đây là Phong là xem kênh của Hằng cho nên là mới thấy những anh em này, mà thật ra là anh Phúc rất là nhiều người điện cho Hằng mỗi khi đứng ngay đầu đường á. Đầu đường rồi đó múa hoài á, xong nhiều người nói mới ghép cho tiền anh Phúc. Dạ. Tội quá, cũng điện cho Hằng, nhắn cho Hằng hay. Dạ. Nói thấy anh Phúc tội quá nó Đó, thấy ổng vậy đó. Còn Phong thì sáng nay chở anh Phúc đi mua đồ điện cho Hằng. đi ăn trước hả? Dạ. Rồi cho anh Phúc nói chuyện chứ. Rồi cái em mới nói thôi điện cho chị Hằng đi. Nói cho chị Hằng biết đi, nói cho chị Hằng mừng đi. Đó rồi em mới lấy cái số cái điện thoại em điện cho chị á. Chứ phải mà điện hồi sáng sớm á thì Hằng đi luôn, đi ăn luôn cũng được. Đó, Hằng dẫn ổng đi hoài mà. Thứ sáu đi. Ổng chịu đi. Ảnh nữa thứ sáu nữa. Vậy hả? Thứ sáu dẫn đi hớt tóc. Thứ sáu chị coi ảnh không? Hằng có việc thứ sáu hay gì? Có gì gặp cái đi ăn chị em mình đi ăn. Hằng thứ sáu Hằng có việc rồi. Thứ sáu Hằng có việc rồi. Tại vì thứ sáu quay lại chở đi hớt tóc, đi cạo râu đi này. Vậy hả? Thứ sáu Hằng có việc.
có việc không chiều được. Hả? Từ sáng tới chiều luôn hả chị? À, không, thứ sáu buổi sáng thôi, buổi chiều thì rảnh. Chưa chiều ăn cũng được. Ờ, chiều rảnh thằng ok. Ừ. À, hả? Dạ hả? Một mình thấy đồ đây, thấy cái quần ra cho em coi. Thấy đâu, thấy đâu? Thấy cái quần đi em coi đi rồi em về em lấy thuốc cho nè. Ừ. Thấy quần ra. Có bận quần trong mà thôi, tôi không quay ngay đâu. Tôi không có dòm đâu. Có bận quần cục cho nội. Kìa, có bận quần cục mà. Bởi vậy. Ảnh sao mà ảnh mặc size 30 vừa không trời, cái quần đó size 30 vừa không? Đúng rồi, ảnh 30 à. Cho đưa đồ ổng hoài đứa. 30 à. Vậy hả? Ừ, bự quá không gọng cục lúa. Lấy cái cọng cái nịt đeo vô luôn. Thử coi. Wow, bữa nay là trà Văn Phúc có người yêu mến, dẫn đi sắm quần áo, sắm xe đạp. Quay cho chị Quanh coi đó. Ờ, đó, quay cho chị Quanh coi luôn. Ờ, Quanh đâu rồi? Quần áo mới luôn, Quanh đâu rồi kìa? Quanh vừa thấy hồi còn nhỏ xí mà. Quanh thấy hồi đúng còn nhỏ xí. Thấy hồi bên lớn vậy rồi. Rồi, cái này Quanh nghe là Quanh qua Quanh quánh đồng phụ. Thiệt đó chứ. Ủa, Quanh thấy là lúc còn nhỏ xí à? Thấy hồi lớn cho nhiều. Tại hồi đó chơi chung mà, cùng xóm, con nít nhỏ nhỏ nhau đó. Là ý ông nói là tắm mưa là đã thấy không? Rồi. Vừa không? Vừa là khỏi đeo vậy vừa hả? Vừa ý. Ờ, ổng bận 30 vừa ý. Cũng phải đeo chứ. Bà cậu nhìn đâu lấy ra coi, lấy coi vừa không? Đeo cậu nhìn thử cái vừa không? Cái size 36 á. Anh Phúc ơi, vậy là đi làm găng được rồi ha, dẫn đi chích ngừa nữa. Thì đi làm găng. Em có nói á chị, em nói em hỏi chích ngừa chưa? À. Em tính dẫn đi á. Dẫn dẫn. Không chích nha anh Phúc. Chích đâu? Chích ha, chích dễ lắm. Chích là có tiền rồi chích. Chích miễn phí mà tiền gì? À, nó phải trả tiền cho mình á. Không, có đợt, có đợt chích cho tiền mà bây giờ nó hết cho rồi. Vậy hả? Bây giờ nó hết cho thôi, chích đi hàng cho 20. À. Chích đi, em nói chích cho ta. Chích cho 200. Không có, 20 pha. Đợt khoảng chích người ta khuyến khích 20. Bỏ gì trên đây em nói cho chích cho 200. Ừ, ta chọc anh đó ông nội, đâu có ai cho 200. Đồng à, cho mấy chục đồng. Cho mấy chục hả, nó chọc á, nó chọc anh á. Anh ơi lệch đâu, không thấy. Ờ lệch hả, kêu chạy xuống rồi đâu rồi. Cũng thương anh lắm á. À hả, kêu chạy xuống thôi, không chạy không biết. Ngồi lên xe gặp, còn đi lấy đồ cho anh đem lại đúng không? Ờ. Trời ơi, mấy cái đó bỏ vô anh Phúc ơi. Lượm không đó. Có chừng đạp vô à, không á. Ừ, cái đó chừng anh ngủ nó ngã xuống đập vô. Cái xe đạp á là phải khóa ha. Anh để chơi, để hồi em mua áo khóa đem lại luôn cho. À, không khóa là nó ginh mất nha. Dạ. Rồi cái điện thoại thì mốt em đem lại cho. Em lấy cái điện thoại em đem lại cho. Điện thoại phải dặn nha. Bây giờ hả, cái đồ nghe nhạc đâu rồi, còn không tiêu rồi. Quên mất trơn à. Quên mất trơn. Tại nhiều khi người ta thách thức nhiều quá. Có đâu thách thức. Thì Phúc chỉ nói vậy đó. Bây giờ đồ nghe nhạc dục mắt rồi đúng không? Thấy chưa đó. Nhiều khi ta thích nhạc lắm. Rồi thấy mua điện thoại là mau mất lắm, không có mua nữa. Xong mua cho máy nghe nhạc hai lần rồi. Nhiều khi ta thách thức nhiều quá. Ông dục. Coi mình giống như thằng khùng thật ra vậy đó. Chứ buồn giống như không ai coi mình khùng chứ anh ơi. Không có ai coi khùng hết. Không ai khùng hết trơn á. Ai cũng là bình thường như mọi người thôi. Ai cũng bình thường hết trơn á. Anh Phúc bây giờ lên bờ, anh Phúc ngon lành đẹp trai coi. Phải không? Thứ sáu đi hắt tóc nữa, đi ăn nữa, quá đẹp trai luôn. Ừ. Vừa đó, em thấy vừa đó, quá ok đó, easy á. It's good á. Yeah. Anh đừng có sợ cái gì nịch vô trong. Mở cái label đó kìa, mở cái label đó, anh thấy cái đó biết, vô biết, đó. Biết. Được không? Ừ, cũng rồi xong rồi đó. Vậy không? Mang đâu vậy luôn. Đó. Cho chị Hằng quay phim kìa, cho chị Hằng quay phim đi. À hả, mang về vô. Ừ. Đó, đôi giày á, thích kiểu đó. Thích kiểu đó, màu đó luôn ha, lính đó. Em không có lựa gì cho hết á. Ừ, coi như thích gì lựa đó. Đó, mấy khán giả thương ổng nè. Thương là dẫn đi chơi đi ăn, mua đồ rồi cho nè. Thấy không? Thấy người ta thương mình chưa anh Phúc? Gắng cố gắng lên ha anh Phúc à. Gắng chưa? Rất nhiều người yêu mến anh Phúc chứ không có ai ghét, không ai coi thường hết á, biết không? Đừng có nghĩ là người ta coi thường mình, không ai coi thường hết á. Thì người ta coi thường, người ta tội lỗi đâu. À hả, người ta coi thường, người ta tội lỗi, đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi đó. Mình sống không có thẹn. Ừ, không có thẹn với bản thân là... Mình không có ăn cắp ăn trộm ai hết đúng trơn vậy. Rồi mình làm lỡ cái gì thì mình từ từ mình cải thiện cho tốt hơn. Vậy ha. Tôi lỡ lột quần ta ra nhớ mặc cái lại. Quay đi rồi em dẹp lấy đồ cho anh đó. Bây giờ chạy đi lấy đồ hả? Thì lấy ảnh nói muốn mấy cái gói thuốc. À. Có thuốc hút kìa, ở nhà em nhiều lắm. Ở nhà thằng cũng có thằng. Lấy cho mấy cái áo mới nữa. Ờ vậy hả? Để mặc. Ừ. Quần áo không? Quần áo không? Không dùng đóng ở trong đó. Không có gì đâu. Dạ. Thank you rất nhiều. Mến thương thì lại rủ anh đi ăn uống mua đồ. À thấy không? Dạ không? Vừa y á. Vừa y mà quá đẹp. Vừa y. Dạ. Đá là hết sảy đó.
đó nó xảy đó. Cái cống cà rem đó mà không ăn là hồi nó chảy múa nữa, bình thường nó đừng có múa, đau chân đau giò á, múa người sợ phải không? À, múa người ta nhiều người sợ đau tay mình đó, à. Bình thường thôi. Ừ, đó đẹp rồi đó chưa? Đó vậy mới không lành. Trời ơi đi nè cái vậy mới này á mà dẫn đi ra ngoài á. Muốn đi tắm không? Không sao đâu. Mang về mới, mặc đồ mới đi ra ngoài ăn uống là ai biết trà giang phúc cái gì đâu, đẹp luôn người ta. Vậy bây giờ em đi về em lấy đồ lại cho anh nha. Ok. Rồi anh chờ em đây ha. Ok. Có gì ở đây với chị Hằng đây. Dạ. Em về em lấy lại. Rồi. Ừ. Ok. Thuốc với quần áo đúng không? Rồi. Rồi ok. Biết rồi nha. Rồi chạy lại bao nhiêu phút tới? Em cỡ 50 phút gần đây nè. Gần đây nè. Ok. Nếu mà chị ở đây thì có gì lại. Thì không sao lại vẫn còn chạy. Chạy lên xe thấy là chưa lạch đi xuống đây giùm ha. Dạ. Lật lại trên xe. Rồi. Rồi. Có coi kỹ chưa? Để hồi nhiều khi mẻ hay gì đó. Mắng dốt Phúc à. À mà ông Phúc không nói coi kỹ chưa? Để hồi mẻ hay gì mắng dốt kìa. À. Đâu có đâu. Ê trời ơi, Phong là coi kênh của Hằng rồi cái thấy anh Phúc rồi yêu mến anh Phúc à, chở anh Phúc đi ăn đi mua đồ. Chơi ngồi đi. Ừ, đứng đây chơi được rồi. Coi kìa lót cái mền đồ lại vậy đó ha. Kìa anh lấy cà rem ăn đi để nó chảy hết á. Để nó chảy đó, ngồi ăn cà rem đi. Nói nãy làm lại rồi Phong tới chứ. Vậy hả, giật banh hết hả? Giật banh hết. Vậy đó. Không có đàn bà nó vậy đó. Ừ, không có đàn bà nó gọn gàng sạch sẽ phải không? Vậy, thường sẽ bông bọt nè. Ừ, bông bọt để giặt đồ hả? Ăn ăn phim đi. Mà khi nó khổ lắm. Một mình quen mà không có cũng buồn. Vậy hả? Ừ. Anh Phúc đi ấy không? Đi đi ngộ đi về đi nghỉ dưỡng á. Nói mình nghỉ dưỡng. Nghỉ dưỡng là anh sạch. Nói nghỉ dưỡng anh sạch kìa mọi người. Mua mình chưa đụng người ta đụng hết rồi. Ừ. Cũng phải chịu thôi. Mới mua bịch nào. Mua gì? Rồi lụm lại được rồi lụm lại được. Ừ. Mua bịch gì? Đồ phụ tùng thôi, đồ ăn. Ừ. Quá trời nè anh Phúc, đừng có ở dưới đây nữa, mùa mưa tới đó, mai mốt mùa mưa tới nó ẩm thấp á. Đi nghỉ dưỡng đi, về lên cho nó sạch sẽ, nó khỏe. Ừ. Anh hỏi trên đó còn chịu không? Cái gì? Anh hỏi trên đó còn chịu không? Trên nào? Trên trời hả? Trên trời tới xuống á. Vậy đó, coi chịu cho anh Phúc đi không? Chịu. Và đâu rồi đi với ai? Hả? Anh Lết đâu? Đi với Lết thì nó ở trên kìa. Vậy là sáng mấy giờ Phong tới đây chở anh Phúc đi vậy? Sớm hả? Thì nãy giờ hai anh em đi chứ cũng cỡ 1 tiếng, 2 tiếng gì, 2 tiếng. Vậy là đi lại cũng 9, 8, 9 giờ. Dạ. 9, 10 giờ. Vậy sáng sớm tới còn ở nhà ngủ hả? Thức rồi. Kêu dậy nổi không? Ờ thức rồi. Nhầm bữa là tới hàng tới kêu không nổi. Dọn dẹp. Ừ. Không tới thôi bỏ vậy đi luôn. Ừ. Vậy đi ăn cơm tắm hả? Ăn cơm tắm. Cơm tắm nào vậy? Đặc hành gì đó. Rồi ăn hết dĩa luôn không? Còn rồi chút xúc. Ừ. Làm dở ngày xưa nhiều lắm. Ồ vậy hả? Dạ, xóa đi. Chết rồi, anh Phúc mà nói dở là xong là mất mối rồi. Đâu thật sự, dở dạ. Ngày xưa. Dở hơn ngày xưa. Dạ. Phúc chắc ăn đó bao mỗi năm? Tuần mà. Ồ. Ngày xưa. Ừ. Mỗi tuần đó. Dạ ăn ai phim đi. Trời để lát nữa. Chứ... anh để gì nó chảy, tại ai phim mình phải để vô đông đá. Yeah. Mà mua về là anh ăn thôi. Nó chảy tè lè không có ngon. Chưa đỡ lắm. Ừ. Hôm mua kia hũ mà lớn thì 8 bạc. Vậy đó. Còn hũ bự đó nhiêu vậy? Rẻ mà. Ừ, cũng không mất lắm. À, qua mạc mới vậy. Đèn pin đâu rồi? Đèn pin đâu? Rồi đồ nghe nhạc đâu? Không có, chưa có. Đồ nghe nhạc em đưa anh bữa đâu? Ờ, đưa sáng là chiều đó người ta mượn rồi không? Thấy chưa đó, hỏi coi còn cái gì nữa. Rồi mua đèn pin cho anh đó hả? À. Mua như vậy rồi anh để dành anh xài chứ anh đừng dục hết trơn một lốc như vậy rồi xong luôn nha. Bán độc điện lắm. Ừ? Trời ơi, đèn pin mua một lốc luôn vậy hả? À, bán rẻ. Vậy để dành xài nha. Để. Hai bữa nay đâu có đèn pin. Rồi tối hù luôn hả? À. Đó là nằm ngủ rồi đâu có... có nhiêu là để mất hết đâu rồi. Có quậy bọ gì được nữa. Ờ, à, không có đèn pin không quậy bọ gì luôn. Có giờ thèm nước thuốc không có hay không?
chờ đi, chờ 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 cái gì á, chờ Phong chạy xuống. Chị Thế đi đâu hả? Gì không? Chị Thủy đi đâu vậy? Nghe hẳn đi, đi kiếm thằng hả? Hả? Đứng lượm đồ về nữa 5 phút. Sao? Anh đứng lượm ba đồm lum la về nữa. Thiệt. Thì cái chứ lượm rất mệt rồi. Đây kìa anh thấy không, lượm rất là quá. Đúng trời quá đất mệt không? Biết bao nhiêu đồ quần áo vậy. Ừ. Đó hôm kia em kìa về em thấy anh đẩy ở trên đường lại anh đẩy một xe nữa. Ờ ừ, đứng lượm nữa. Làm gì vậy? Thuốc lá mà. Ừ. Hết thuốc lá hút rồi giờ lượm rồi móc lại hút hả? Trời. Gì vậy? Cầm con búp bê làm gì vậy? Công chúa hả? Dọn dẹp. Anh Phúc ơi, đồ mới nhiều quá, anh Phúc đi anh Phúc bỏ gì nó coi chừng mất nha anh Phúc. Hả? Sao? Đồ mới á. Anh Phúc đi ra ngoài rồi anh Phúc để nhà coi chừng mất nha. Mới mua đồ mới về á, với lại nè xe đạp nè. Đi đâu á đừng dục cái xe đạp như vậy là mất uổng lắm ha. Biết chưa? Ừ. Cái đó hút thuốc điện tử hả? Điện tử. Tiền đâu mua vậy? À, bạn cho. Vậy đó, cái ống thuốc điện tử gì như tiền? Không biết. Ờ bạn cho cái ống thuốc. Không biết cái này mua bao nhiêu. Ice cream không ăn hồi nó chảy tè lè hết. Cái thuốc điện tử nó hút nó đâu có gì trong đó đâu hả? Ừ. Thì nó xem thơm vậy đó. Ừ. Cũng có khói. Ừ. Khói chưa? Vậy hả? Ừ. Nhưng mà ở đâu, đâu có giống thuốc lá thiệt đúng không? Cái này nó bằng chất nước Việt. Ừ. Trong đây nè. Ừ. Nước. Rồi nó có cục pin. Ừ. Điện. Ừ. Khi mình hút vô thì nó đốt ra. Ừ. Đốt cái chất chemical. Ừ. Ra rồi nó tạo vậy hả? Rồi hết thì mình dục. Rồi hết thì dục vậy thôi. một cái ống thuốc điện tử gì rẻ tiền hả, mắc tiền? Cái này cho mười mấy hai chục gì đó. Mắc quá vậy? Dạ. Vậy đó. Ừ. Mắc như vậy thì hút được bao lâu cái ống thuốc điện tử? Thì khi nào nó hết thì thôi. Ờ. Mình còn thì nó còn. Cái xe đạp đó phải khóa lại á. Đẹp ha. Wow, khán giả yêu mến nè, thấy không? Tay đồ sẽ sống lại dường như tôi nghe nắng hơi áo trong màn đêm. Bao nhiêu cái đắng rồi cũng sẽ qua. Hát rồi đó. Đời mà. Ừ. Đâu có biết ngày mai là sao. Biết không? Biết được mai là sao không? Không biết. Gắn yêu đời lên, gắn sống tốt lên hả? Đâu có biết ngày mai sẽ ra sao. Ừ. Bây giờ gắn sống tốt lên. Ủa như thế? Làm gì? Kiếm hàng hả? Ấy có cái đồ lót không? Đồ mền hả? Ừ. Muốn mền lót hả? Ừ. Ok, có gì để ngồi thằng đem lại cho. Ừ. Ha. Ừ. Chút nữa thằng chạy về thằng lấy thằng đem lại cho. Chứ còn ngồi đây không? À, Giang chút nữa hàng quay lại rồi xong rồi hàng kêu chị chạy xuống chị ghim tiếp. Có quần ở đây không? Có. Ở đâm có, chút nữa em quay lại, em lấy đồ ăn rồi cho. Gì? Chút nữa em quay lại em lấy đồ ăn rồi cho. Đi đâu, muốn đi đâu? Xin mấy đồng bạc mua đồ ăn. Xin mấy đồng mua đồ ăn hả? Mua đồ ăn gì vậy? Vậy đó, chút nữa em lấy đồ ăn cho rồi em lấy thuốc hút nữa lại cho. Ha. Ờ. Ừ. Ai cho quần jean nhỏ xíu mặc như vậy? Lượng người lượng kia.
quá trời ốm luôn rồi đó. Gán chị Thủy phải gắng ăn nhiều vô ha, chị Thủy không ăn được. Chị Thủy lên đây hả? Hả? Tôi chở lên đây hả? Ừ, chút nữa em quay lại. Dạ em còn chờ người kia nó tới nè. Rồi hồi em quay lại chỉ muốn lấy cái đồ lót đó hả? Lót ở dưới cái nệm chỗ nằm đó hả? Ok. Đó, ổng vừa chạy xe đi kìa. Em thấy hôm qua mà. Đó. Chạy vô đây này Phúc nè. Chàng ơi, Phúc ơi. Chùa xa chuông đổ bên kia vô. Chiều sáng trường về. Thắng đông em đẹp à. Xa. Nhãn ơi, xin em đừng đặt đất chế chú. Hát cao kê không? Hát cao kê không? Em đang hát bài nè. Hả? Hát tên của chị ăn kìa. Bữa nào sắm cái máy nữa. Để cái máy rồi cho. Có luôn, có máy luôn. Máy giống như siêu bích cơ vậy đó. Rồi cắm cái hoa trâu vô hát à. Hai bộ quần áo nữa. Hai cái quần với hai cái áo mới luôn á. Trời ơi, nhiều quá, không bỏ đâu, cái chân mất trơn á. Chịu nổi không? Giờ có xe đạp rồi á, lại thấy chưa? Nãy giờ Phong đi hơi lâu, cái là ông xách xe đạp, thằng mới giữ lại thằng đó. Anh Phúc, đứng lại. Là xe đó nha. Ổ khóa, đưa cho ổng ổ khóa theo. Chiều em hồi đi mua em đi. Chưa có ổ khóa. Người đâu của đó nha Phúc. Phúc biết người đâu của đó không? Giờ mang nguyên giày mới, bận quần mới. Nhưng mà ê, mấy cái đồ mới mua qua mặt để em đó đó. Ổng đi hồi sợ người ta vô người ta lấy mất tiêu trơn hả Phong ơi. Sao không dám, mỗi lần ông nói người ta vô lục liều ông tôi thấy à. Cảm thấy lấy được không? Không lấy. Ba gói á, được không? Rồi, thank you. Nè, quần áo nè. Cái mặt khái quần này thử coi vừa không? Anh thay ra coi. Thì 30, cả 30. Đâu, cái đó 32 á. 32 cũng được. Hai cái áo mới luôn á, mặc cái áo mới đi, thay áo đó ra đi. Mặc áo mới đi chơi hả? Mặc áo mới chạy xe đạp rồi nó ngon rồi ha. Ngon rồi ha. Mặc áo trắng đi cho nó mát. Trời, nóng quá. Mặc áo trắng đi cho nó mát. Trời ơi. Đó. Chị có gì đây, sợ hàng xong việc bữa sáng. Luôn. Ăn trưa đi ha. Dạ. Rồi coi ông nội này không biết ông có đi không nè. Không, gì sáng em lại em chở anh đi hớt tóc. À, xong là ăn trưa luôn á. Ừ. Đó. Nhưng mà cho ông nội tắm rửa sạch sẽ cho nội. Cái áo vô thôi. Một cái mặc ở ngoài đi, một cái mặc liền đi. Đồ mới ông đi cũng đem theo á. Hồi nãy là đồ mua đem theo. Ra đi Phúc ơi. Sợ mất hết. Mặc áo thun vô đi cho nó khỏe. Thay áo nó ra đi. Dạ. Yeah. Mà giờ cắm iFrame mua mà để ở nhà đi giờ trời nóng nó chảy tè le. Trời, ăn đi. Ăn sữa uống luôn. Tan sữa uống luôn hả? Trời ơi, ông để đó trời nóng này hỏi tan hết rồi. Ông nó tan ra uống uống luôn. Chúc đại gia đình bên Việt Nam mình lúc nào cũng bình an, cố gắng vượt qua cái cơn đại dịch này ha. Dạ. Thì cũng mong mọi người có sức khỏe để chống dịch. Vậy thôi. Dạ, đúng rồi. Bên Việt Nam giờ thấy đầu quá. Ở bên này thì nói chung là cũng đi làm bình thường thôi. Yeah. Có hay đi giúp đỡ mấy người ở đây thôi. Tại vì ở bên Việt Nam cũng hay hỏi mình ở bên Mỹ có dịch không. Nhưng mà thực sự là năm ngoái là dữ dội. Đúng ha. Rồi. Nhưng mà năm nay có chích ngừa thì cũng có đó. Không có. Phải là không có. Nhưng mà ít hơn năm ngoái. Đó. Hồi tháng 3 năm ngoái thì nói chung Mỹ là nó hơi nhiều chút. Coi như đóng cửa hết. Hồi tháng 3 năm ngoái là đóng cửa hết. Giống như Việt Nam bây giờ vậy đó. Cố gắng đi, mình cố gắng ở nhà với chích ngừa thì sẽ như ở bên đây lại thôi. Đúng rồi, bên Việt Nam bây giờ cố gắng đừng có đi ra ngoài đường nhiều. Cứ ở trong nhà hết, ai cũng ở trong nhà vậy thì cái khả năng lây nhiễm lần ít. Tới sẽ cho thấy mặt cái bây video ăn trưa. Dạ. Yeah. Lần này thì Phong hơi lần đầu. Giấu mặt cho nên các bạn thông cảm. Ok. Đây là cũng là những nhà hảo tâm, những mạnh thường quân để cùng chung tay với bạn. Dạ. Ok hả? Đó, đẹp trai chưa? Quá đẹp. Quá đẹp. Trời ơi, thấy không? Phải vậy chứ. Athlete cũng phải vậy. Nhưng mà chịu tắm rửa nữa cái là mới ngon lành. Thứ sáu em lại dẫn đi hớt tóc cạo râu. Hớt tóc cạo râu rồi đi ăn nữa. Lột mụn da mặt cho nó đẹp luôn. Hớt tóc cạo râu có gì nữa không? Lột mụn. Hả? Massage mặt đầy đủ đi, mặt vẫn như massage nữa đó. Bơ vô cho đạp vậy chứ. Massage mặt thôi bình thường thôi. Ông nói là body là đạp là không khoái nữa. Phải tầm lít mới được chứ. Bây giờ anh đi đâu? Đi chạy ra và đen cái. Dạ. Dạ. Đi tầm lít cái mới được. Ok. Ông trên là ông nghiện đi đủ lắm. Ông chứ không ở nhà ông chịu nổi đâu. Chạy đi cho thoải mái. Có xe đạp chạy vòng vậy xe đó. Đúng rồi. Có gì chiều hay mai em đem cái chìa khóa xe lại, cái ổ khóa lại cho. Dạ thứ sáu nó cũng được. Ừ.
Mà nhớ là người đâu là xe đó nha. Người đâu của đó đó. Một cái kỷ niệm của anh em mình đó. Đúng rồi đó, không có đổ anh mất em mình thương chưa? Lúc nãy là vậy rồi. Dạ. Đó, phong thương lắm á, biết không? Nhất định mà. À hả? Khi nào mà anh có time ready, anh nói em, em lấy cho anh một cái vé đi qua bên Triệu Anh chơi. Ok. Có đi qua Triệu Anh chơi. Dạ. Em lấy cho anh một cái vé mấy trăm à, mấy trăm đồng đi. Ok. Thiệt. Chịu đi là dẫn đi, dẫn đi luôn, Hằng dẫn đi. Anh nói chị Hằng. Hay là anh gọi vô số phone em nè. À hả? Ok Phong ơi, anh muốn đi. Yeah. Em lấy cái vé ở trên online đưa cho anh liền. Là qua đi với chị, qua phải chị Oanh rước rồi đàng hoàng. Chị Oanh luôn, qua chơi với chị Oanh. Chị qua chị Oanh là ok á. Em hứa với trên mạng luôn đó. Nói okay. Chừng nào mà anh ready, em cho anh cái vé. Ok. Đi. Yeah. Đi máy bay rồi với người ta. Thoải mái nha. Trời ơi. Phúc mà chịu đứng lên, Phúc ngon lắm. Ngon lành á. Open your heart thì you see my heart. Yeah. Em nói anh nè, cuộc sống này không có gì là số không hết. Tất cả mọi người chỉ mình nghĩ đó là số không rồi. Tất cả mọi người đều mở rộng trái tim để đón nhận những cái tình yêu thương, không thì, có ai bỏ anh Phúc hết nói vậy đó. Uống đi. Không, trên xe còn. Em lấy xuống cho anh đó. Open tới đâu thì sẽ thấy được Phúc tới đó. Dạ. Okay. Yeah. Thank you nha. Ai cũng hy vọng là anh Phúc đứng lên. Còn gặp lại mà chứ đâu phải là hôm nay không. À vậy đi. Còn có gì thứ sáu đi ăn chung với chị Hằng. Trong người bạn cũng có nhiều cái mình dễ thương lắm á. Ồ rẻ rồi. Thấy không? À, thương người đó. Ồ rẻ rồi. Giá lên ok Phúc. Cái đó cũng là cái duyên đó. Ừ, cái đúng duyên rồi, đó, hôm nay anh em mình duyên đó. Em nói em sẽ đi tìm anh mà. Rồi, thank you. Không có gì. Dạ. No problem. Take care. Nhưng mà mình nói cho người của Phong á, có nhiều cái mình thích lắm á. Coi như ông dẫn đi, sáng giờ tiếp xúc là ông thích rồi. Đi, dạy, ông cảm nhận được trái tim, cảm nhận được con người thật. Đó. Đi nói chuyện rồi, đi, em đi về luôn. Đó, coi thứ như là rồi. Hứa là nhất định thứ sáu Phong sẽ cho mọi người trên cái online này biết mặt nha. Trên cái channel của Hằng là biết mặt Phong là ai nha. Yeah. Anh coi làm cái cổ xe lại nha, cho nó chắc á. Xe này ở đâu? Anh có dụng cụ ở đâu mà anh siết? Nó có cổ mình siết. Mấy người quen á, mình hỏi cái khóa của mình có nhưng không biết dụng ở đâu á. Để chạy cái gì Phúc siết là không chạy đâu. Đi, để từ từ anh tránh, rồi anh đi đâu rồi em về. Dạ, yeah. Phúc cũng đi vòng vậy đó. Có đâu không, cố gắng đi em mà. Dạ yeah. Gặp nhau là cái duyên. Hiểu mà anh thoải mái cố gắng lại mừng rồi. Dạ yeah. Sống thoải mái. Yeah. Biết định vậy đi. Gặp nhau là cái duyên đó. Có duyên đó. Bữa nào em liên hệ với chị Hằng kết hợp đi phát cơm. À hả? Dạ đúng rồi. Dạ. Đi chung cho vui nè. Bữa nào mà đi làm từ thiện anh Phúc đi theo đi anh Phúc cho cái tinh thần thoải mái. Yeah. Thiệt chứ bộ. Đó, thấy chưa? Bữa nào một con người khác chưa? Ờ. Quá đẹp không? Đẹp trai. Muốn cái bắp mặt mới không? Em cho một cái bắp bạc mới luôn. À, có, cứ lì xì cho Phúc, vậy đó. Ok. Nè. Có, cái sao em lấy lì xì phải giữ cho nội, lì xì cho hoài luôn á. Hằng đưa bắp bạc mới hoài, lì xì rồi mất tiêu đó anh nha. Để đồ. Một cái thầy mới. Thầy thấy thôi, cho thầy lấy đồ đi. Thấy à. Đó, cho nên là cái đồ mà các anh em tặng là mình gán giữ làm kỷ niệm nha Phúc. Ha, giống như chiếc xe này gán giữ làm kỷ niệm nha anh Phúc. Ha, thiệt chứ bộ. Phúc chừng nào hết có gì em đem lại cho khỏi mua. Đó, thấy không? Thì anh em hiểu là được rồi. Okay. Nhớ vậy đó. Thấy không? Thấy các anh em thương không? Đó, các anh em thương lắm mấy đứa. Tao để đi gặp anh Lách chút rồi. Anh Lách chút rồi. Anh đọc chị. Cái vườn trồng cái này kêu quá trời giỏi rồi. À hả? Chịu khó, nên này cũng làm phiền. Ok không? Ok. Sáng giờ anh Phúc chạy lên đường đó hả? Đó, ok anh Phúc, rồi ba anh Phúc, okay, gắng cố gắng lên ha. Gắng giữ xe kỹ nha, ngày mai em xuống xe cần nha. Xe đâu người đó nha. Nói chung anh em cũng là cái duyên chị ơi. Đúng rồi, cũng là cái duyên. Bây giờ ví dụ như Phong có duyên với anh Phúc. Đúng rồi. Thì giúp anh Phúc, vậy đó. Mỗi người có duyên với mỗi một người thì khác nhau. Dạ. Thôi kệ đi. Cuộc đời mà mình giúp được họ cái gì thì mình giúp ha. Đúng rồi. Còn thay đổi phấn đấu hay không thì cũng phải tùy duyên nữa, rồi tùy theo họ. Đúng khả rồi. Năng của họ nữa. Yeah. Đó. Chứ mình thương thì mình thấy vậy đó, mình giúp hết cái khả năng gì trong mình giúp được thôi. Yeah. Về tinh thần
rồi hay là về những cái gì đó cho họ mới có miếng ăn no, có cái mặt hơi lành. Mà sáng vậy? 9 giờ là em có ở đây nè. 9 giờ có đây rồi, hỏi ông mấy giờ? Em biết cái chỗ của anh, em mới xuống tới chỗ. Em mới kêu anh Phúc ơi, Rồi xe của Phong đậu đâu? À, ok rồi thôi vậy xe bye bye Phong đi. Thứ sáu. Rồi thứ sáu ha. Okay. Rồi thứ sáu mình ăn trưa luôn. Phong ơi. Mua dịch quay trang thì đứng đây đi, đứng nghe cha. Phong. Ủa còn đây hả? Tưởng đâu mua dịch quay cho ăn xong chả mất tiêu. Đạp dịch quay đâu rồi ăn chưa? cái này là Kevin mắc nợ anh Phúc nữa rồi nó. Phúc ơi. Kevin bắt đầu mắc nợ anh Phúc rồi nè Phúc ơi. Ông Phúc này ông có cái duyên. Ông Phúc này ông có cái duyên. Nhiều người thấy ổng là thích ổng à. Sao vậy? Sao em không thích? Thích mà kêu anh đi lên bờ mới thích chơi đây sao thích? Lên bờ hả? Ừ. Đây cũng được vậy. Thôi đi cai nghiện rồi lên bờ mới có người thích. Ok. Ông ở đây em kêu người ta thích, ông thích làm sao? Hả? Hả? Ông ơi. Thật ra mình đâu cần ai thích đâu. Thiệt mà. Dạ. Giờ nói ngang rồi đó. Phải không? Nói thiệt á. Thiệt hả? Tôi muốn nói chán là bà lắm à. Ồ chán thằng bà chết rồi, giờ tôi nằm trong cái số bị thảy ra bên luôn rồi. Chán quá đi, chán thằng bà lắm kìa, ổng đâu có cần ai thích trơn á. Đàn bà mà sâu đuổi xuống đây đó. Ồ. Chứ gì nữa. Đó bây giờ hận đàn bà kìa, ổng nói là gì đàn bà mà ổng bị xua đuổi xuống đây nè. Hận đàn bà đó. Đàn bà ơi, đàn bà ơi. Ở trong lấy con tắm kìa. Có này được rồi. Mai mốt biết đâu có người đàn bà tốt á, thay đổi cuộc đời ông nội. Ông hận đàn bà không thiệt. Ông cứ nhắc mà cái tên mà em mì bùi hoài là ông cứ nhắn gửi cái em mì bùi đó hoài à. Ở đâu vậy? Em mì bùi hồi xưa cũng đâu San Jose gì nè. Thì nghe ông nói chứ mình có biết em mì bùi là ai đâu. Anh cũng kể trong thử em nãy. Về chị Oanh đó. Anh nói sao mà biết chị Oanh nữa. Sao biết xin nữa. Nói em coi của chị Hằng thì mới biết. Còn em mì bùi là cuộc đời ông hồi lúc ở đây. Còn chị Oanh là lúc ở bên Việt Nam. Trời ơi, ông lấy cái mền của ông lên chạy. Đó, nãy hai anh em ngồi rót ăn á. À vậy hả? Em đâu ăn đâu, cho anh ăn không à. Em nãy ăn rồi, ăn xong rồi mới lại. Đó, bây giờ ông lót cái mền nè, ông kêu ngồi lên, rồi tối lấy đắp hả? Nít cây cũng đông dữ hả? À, người ta đi bộ đó. Đó, ba. Có chùa, chị cảm ơn. Đâu có. Hả? Đạp xe đạp chùa đâu cha. Không có hả? Không. Có chùa chứ. Ôi trời ơi, sao cái mền gì rồi chảy đây, rồi tối sao nằm? Đâu có cái mền. Đâu, chị Hằng lấy miếng này rót ngồi nằm gì đâu. Kệ đi, ngồi dưới đại gì bình dân với ổng đi chứ ngồi cầm cái phone quay miết nó bệnh chết luôn ha. Ta nói ngồi đại dưới đây bình dân với ông đi. Phải không? Cứ cầm miết đi, hồi đấy nó quay ngược lại là phiền lắm. Hồi sáng á là Kevin chở ổng đi mua đồ, xong là bây giờ đó Kevin chạy đi mua dịch quay đem xuống cho ổng ăn, xong Kevin gọi Hằng rồi gọi điện thoại cho ổng cho ổng nói chuyện. Xong Hằng nói Hằng đang ở bệnh viện. Ủa, nói đang ở bệnh viện, cái này còn dán ở đây, đi vô bệnh viện phải đeo cái này. Xong rồi Hằng từ bệnh viện, Hằng chạy về đây. Rồi ghé đây, chơi với ba hai người nữa. Rồi bây giờ ba người. Ôi trời ơi, ăn Phúc. Rồi ăn Phúc mà. Ăn đi, đem đi chơi vậy. Ăn với chị Hằng miếng nữa đi. Thôi, Hằng không ăn đâu, Hằng ăn một miếng. Ăn miếng thịt này cho ông Phúc vui nè. Ăn đi. Ăn Phúc. Đừng có khách sáo. Không có sáo, coi kìa, coi Phúc bóc kìa đó mọi người. Rồi ok, Hằng không có khách sáo nha, Hằng ăn miếng dịch quay chơi vui vui với Phúc nha. Có hai người đây hộ tống nè. Cứ ăn. Có hai người hộ tống ha, cứ ăn. Thì bởi vậy. Anh ăn đi Phúc, Hằng mới ăn đi Phúc. Ăn đi mày. Ăn đến không ăn. Đó tại vì anh Phúc ăn không? Anh Phúc ăn em lột khẩu trang em ăn á. Rồi. Đó coi như là nói là theo lẽ thứ sáu mới cho biết mặt, nhớ không? Bây giờ cho biết mặt luôn. Bây giờ cho biết mặt luôn mà còn ngượng ngùng. Theo lẽ thứ sáu mới cho biết mặt. Mà buổi sáng là hứa là thứ sáu. Nhưng mà bây giờ thôi là mua dịch quay tới. Rồi ba anh em ăn thành ra mới lột khẩu trang ra luôn. Đó anh Phúc ơi, mình chảy mình ăn ở đây mình nhớ không? Hello. Mình nhớ hồi cách đây khoảng 7-8 tháng trước chỗ này cũng chảy ăn ở đây không? Nhớ không? 3 tháng không? 3 tháng rồi. Clip chị Oanh đó. Chị Oanh đó khoảng 7 tháng không? Thì em coi 6-7 tháng. Em coi của chị Hằng em mới biết chị Oanh. Thì anh nói, anh hỏi em đó thì em mới coi cái kênh của chị Hằng mới biết đó. Chứ sao em biết chị Oanh? Sao biết xin? Mở không sao ăn?
mỏi nhiều em quá. Thích ăn ở dưới đây nó mặn mặn. Ok. Miếng nè. Ăn phút. Ăn chưa? Đây. Để xuống cho quay chuyện gì nha. Ngồi âm thầm. Người già, người cái gì? Người bình thường thôi. Không phải người bình thường. Một nhà. Quá rồi mới một nhà hảo tâm âm thầm. Xuống là giúp đỡ mấy anh em. Thì bữa nay nói chung cũng vui là vì có ông Phong nói chung cũng có một chút xí tấm lòng đối với Phúc. Thì thật sự muốn nói một câu cảm ơn đầu tiên là Phong. Sau đó giờ tất cả cũng có lòng để mà yêu thương Phúc. Xe lôi chị Quanh đi. Xe đi. Nhắn gửi gì như Quanh. Thằng này xong nó mít ướt quá. Nhắc đi. Nhắc tới đó không? Nhắc tới Quanh không? Thì không có gì. Bữa nay anh vượt quay thôi. Nhớ Quanh. Cũng nhường Quanh cục đi. cái nạt nè. Đó, coi như là cái này của Quanh. Tội nghiệp không chị Quanh ơi. Đờ. Thì có lòng là được ăn à. Nhớ gì đó. Không chừng hồi cục thịt nó chân qua số bệnh gì hả? Không, khi nào đi không? Mấy tháng quanh không phải, hồi anh ăn cái cục đó anh dành cho chị Quanh, nhưng mà cục đó hồi anh ăn. Đúng rồi đó. Để gửi, nhắn gửi cho chị ăn Quanh. Ăn cục đó là tiêu đó. Ngọc phải chừa lại. Ai muốn nghĩ sao cũng được. Nhưng mà cục đó tiêu. Ăn cục đó là không được đâu. Phải để cho người ta chút xí. Vậy hả? Sáng ăn thịt đi mà cái gì ăn nãy giờ kêu ăn thịt không ăn không? Ăn đi, ăn đi. Em ăn em lấy à, em tự nhiên lắm. Giờ bắt luôn. Coi vậy á, mình đây cùng với Hằng nè, bởi vì tự nhiên lắm. Chào mọi người, hello các anh, các chị, cô, các chú ha. Miền Tây nha. Miền Tây nè ha. Ăn nói gọn gàng, thật thà. Đúng không? Yeah. Người miền Tây mình vậy ha, yeah. Không khách sáo. Dạ, ăn to, nói lớn. Đường này chiều nào cũng chạy xe đạp vui hả? Bây giờ anh Phúc có xe đạp rồi. Anh chạy đi. Anh chạy vậy đó, cũng giống như exercise. Thấy đây... trong đây như đường nó cũng cùng rồi mà sao xe đạp chạy hoài cũng hay đó. Đường này xe đạp chạy mà. Đâu cùng đó. Còn tuốt mình đó một vòng lớn lắm á. Ăn không? Ăn đi. Ăn đi, ăn đi. Em ăn no rồi em mới lại đây. Không có chấm, không có ông. Không phải là em chưa ăn đâu. Em đi công việc hồi lúc mà hồi trưa em gặp anh là em đi công việc tới giờ. Em mới chạy xuống em thăm anh đó. Coi anh ăn gì chưa? Hồi chưa. Anh Phúc đi vậy là đạp xe bao lâu mới chạy về? Đi theo một vòng hả? Đi vòng vòng á, đi chừng nào vậy? Hồi nào? Hồi chưa đó. Hồi chưa. Về cũng lâu rồi, đi vòng về luôn. Đây tới danh rồi đi về sao? Có xe đạp chạy ra tới quán danh. Vậy có ai hỏi ở đâu cái xe mới không? Không ai hỏi nha. Không ai hỏi gì. Không ai hỏi hả? Chắc chắn có nhiều người thắc mắc quá. Wow, phút nay có xe mới, có áo mới, có quần mới. Tại lâu quá không được mặc đồ mới. Thứ sáu em mua cái phone rồi em setup cái music lên cho anh luôn. Dạ. Có gì có sim sẵn á, cạc sẵn á, anh muốn gọi ai gọi. Sao mình mua không phải lớn mình nói chung không á. New phone á, không có được không có được nghe nhạc. Cho nên giờ nghe nhạc như nó cũng mừng. Nhưng mà nói ổng rồi phải giữ kỹ nha Phúc. Cái phone giữ kỹ, xe đạp cũng giữ kỹ. Pin anh đưa cho chị Hằng á, em về sạc. Chứ anh đừng có sạc ở ngoài là mắc. Đó. Đã em mua cho anh thêm một cái cục battery, cái cục sạc riêng luôn. Sẵn có pin sẵn trong đó luôn. Anh đi đâu anh phải bỏ vô bác hả anh quải. Chừng nào hết pin đưa hai cái đó cho chị Hằng sạc. Rồi chị Hằng đem lại. Đó vậy thôi. Không có găng nha, thịt nát không? Găng dưới còn, găng trên trai đi. Trai lắm chứ. Đẹp trai lắm chứ. Đẹp trai nó không bằng trai mặt. Cố gắng đi ha. Lên bờ sống. Chừng nào muốn lên bờ sống. Nói em. Thì bờ bước có ba bốn bước tới rồi. Không. Thế nè, bước có mấy bước tới rồi phải không? Trên đường xe chạy đó. Lên chạy sống với em. Có phòng, có chỗ tắm, có chỗ này đó, em tình quýt. Thì nói chung cũng phải lên chứ. Chừng nào ghé đi thì khi nào dưới đây đuổi rồi đi. Sao đuổi mình đi chứ. Không ai đuổi chứ, ở đây không ai đuổi mình chứ. Năm nói về nhóm nữa rồi cho nội. Chứ trên đây người ta ở hay cũng ok hả? Xe đậu dữ không? Bên đó mẻ hả? Hả? Bên đó mẻ hả? Sao nó dám chạy hai xe ở đây luôn trời? Có cái lỗ cây đó rồi là cũng hay chứ hả? Đào phật luôn à? Nó đào hầm chứ? Đào qua cái kia luôn à? Nó làm hầm á, bên cái nhà đó đó nó ở nó làm bằng cái hầm á. Còn có hai xe luôn á. Rồi ăn nữa đi Phúc. Dạ, ăn đi, ăn cho no đi rồi, để tối thôi đói bụng á. Bây giờ ăn đi.
Bây giờ hai anh em ngồi gần lại đi, chụp có hình đi. Có hình kia chụp rồi phải không? Chưa. À, hàng chụp rồi, anh ngồi xích lại, ngồi xích lại. Mốt có phone rồi, cái muốn điện ai điện, điện cho em cũng được. Cần gì điện em. Ha, nhớ không? Thôi ăn đi, ăn đi. Ăn đi. Nhưng mà anh Phúc ăn đó đi. Ăn đi. Ok, hàng ăn, hàng đâu có khách sáo đâu. Đây nè, hàng thích ăn mấy chỗ, dịch quay chỉ có ăn chỗ này là gì không? Nó mặn mặn. Dạ. Nè, chỗ này nó mặn nè, anh Phúc ăn thử đi. Anh thích ăn nhiều đi Phúc. Đừng khách sáo, đừng khách sáo. Ăn nhiều đi. Giờ nãy giờ anh Phúc có khách sáo không? Đâu có đâu. Nè cho anh Phúc cái này nè. Bóc đi. Ăn của miếng của chị Oanh kìa. Đó, ăn đi. Ừ, ăn miếng của chị Oanh đi. Ăn đi. Trời, muốn chị Oanh chừng nào mình ăn cũng được mà. Sao đâu. Tối ăn. Ông này nói chuyện. Nói chuyện đầy hàm ý luôn á. Thì bởi vậy. Giờ này ăn được tối ăn. Tối là cho là anh liền. Chị Oanh ở đây đâu có. Ổng với bộ ổng xạo đó. Chị Oanh qua. Chị Oanh á kêu đưa lại khách sạn tắm năn nỉ muốn gãy lưỡi mà ổng sợ giống như lại đó làm gì ổng vậy. Hồi đó có ăn rồi mà không biết rồi lâu quá không nhớ, ăn cũng mấy chục năm trước rồi. Mấy chục năm rồi chứ thật hả? Sự quen quanh cũng hai ba năm gì đó. Lúc quen trước em 10 năm lúc đó đúng hả? Lúc đó nhiệt còn hơi ngây thơ cho nên cũng luôn sẽ buồn hết. Lúc bao nhiêu tuổi khiến người ta buồn? Hai mấy tuổi. Giờ khai chuyện yêu chị Oanh 2 năm rồi đó. Oanh nó có thằng em nữa mà. Ừ. À, không ai nhắc em mà chị nhắc. Ừ. Oanh không á. Ừ. Oanh đi có thằng em nữa. Ừ. Có một trứng. Ừ. Ủa cái này hồi nãy giờ nguyên con ăn còn nhiêu đây hả? À, ăn còn nhiều lắm á. Em đâu có ăn, ăn không. Ủa mà lên ổng nãy giờ không ăn rồi hả? Ăn rồi. À, để mời đem đây. Ăn nhiều nhiều đi. Mời tôi ăn hả? Mới mua. Em lên đó em gọi đó, em mua xuống. Vậy tối nay ăn nữa đi ha, cho no ha. Nè còn nhiều quá nè. Chưa. Tối nay ăn cái đó đó. Dạ. Cục đó là đủ rồi. Cục đó là đủ rồi ha. Đèn pin rồi đó, tối nay là sáng rồi đó. Dạ. Có mấy cái đèn pin rồi đó, good rồi đó. Thank you. Dạ. Thank you con. Gì đâu. Có cái đó để sáng có làm gì làm. Nó vừa tối á thì mình bảo lên. Gắn vô nó. Có battery có sẵn luôn á. Hết lấy cái battery đó gắn vô lại, phút vô lại. Gắn vô lại. Dạ. Dạ. Cho thêm battery á. Mua nguyên cái set luôn á, nguyên cái box luôn á. Mấy cây á. Ông không dòm tôi ăn thì trời. Không có đâu, dòm camera thôi. Ồ vậy hả? Tưởng đâu không dòm miệng thằng ăn á. Ờ, dòm nó mắc cỡ rồi. Nó mắc cỡ, thằng nó mắc cỡ đâu. Mắc cỡ, vậy hồi thấy à. Thằng nó mắc cỡ. Không phải để thâu vô, nó trông đâu ra. Thằng đâu có mắc cỡ vậy. Nói cho anh ăn nha, tự nhiên. Nè, thích cái chỗ này mặn mặn nè. Rồi gì hay sao rồi không đi chung gì à? Ai? Thứ sáu là gặp đi ăn là gặp hết. Ha. Thứ sáu. Có nhạc nha. Trời ơi nhớ em nói mà. Dạ. Yên tâm đi trời ơi. Thứ sáu là dẫn Phúc ra ngoài ăn. Nhiều khi có tối băng đêm nghe nhạc. Anh Phúc nhưng mà làm răng luôn cho đẹp trai. Thằng dẫn đi làm răng ha. Răng ha. Mà thằng thằng phải dẫn ông đi chích ngừa trước. Chích gì khỏi đi. Không có chích ngừa người ta không chịu làm răng cho. Anh phải chích ngừa. Không bệnh, không bệnh chết rồi bệnh luôn. Không, không có bệnh. Covid ai cũng chết, cũng chết. Covid là gì? Bệnh đó kêu Covid là cái dịch bệnh này á, nếu mà nó lây là chết, bị là chết. Vậy hả? Ừ. Thành ra là phải chích ngừa. Chú Phúc nhớ ngày xưa có bệnh mà kiểu đầu mùa á thì có nghe. À, bây giờ thì cái này là bây giờ nó nhiều loại dịch bệnh lắm. Thành thử ai bịt cái mặt là hết không? Dạ. Anh Phúc biết bệnh Việt Nam bây giờ á, cái dịch bệnh nó chết quá trời luôn, rất là tội nghiệp người dân Việt Nam luôn. Cái đó thiệt anh Phúc. Cho nên bên Mỹ á, tại vì năm nay đỡ nè, nhớ hồi năm ngoái không? Đúng rồi, bên mình đúng rồi, bên đây cũng vậy. Năm nay đỡ rồi nhưng mà phải chích ngừa đi anh tràn, Phúc. Tràn lan bệnh hả? Ừ, Việt Nam giờ tràn lan tội lắm. Nha. Yeah. Chết ha. Cho thấy trong video thấy đông người lắm mà, vui lắm mà. Coi hồi nào. Thì cũng thứ sáu đi, thứ sáu đi chết luôn. Phải nằm rồi. Ha. Rồi. Phải lấy hạn trước. Ờ, Phúc không chết đâu. Không chết. Sợ chết lắm. Rồi, chết đi. Nào thì chết ta không chết, tới ta chết mình. Cười. Cái ông quỷ này, ổng nói cái gì cũng có cái đó hả chồng? Ổng nói ông sợ chết lắm. À. Mấy ông này không có chết, tại vì hút. Thành ra mấy ông sợ chết lắm, ông nào cũng sợ chết, mắc cười lắm, vui lắm. Con người mà thật sự cái điểu cái anh chết để làm ăn chứ đâu gì đâu. Cái yếu tố, cái yếu tố nhất của con người mà đàn ông thích đàn bà là cái gì? Nó vậy hả? Nó vậy hả? Nâu, đâu có gì đâu vậy.
tại vì nghĩ bậy nên mới ra bậy. Đúng vậy. Đúng không? Lúc đó là cái đàn ông yếu tố nhất mà thương đàn bà là thương cái gì? Có người bầu bạn. Có người bạn. Bạn thôi. Nói chuyện. Có người bầu bạn. Đúng rồi. Cho nên cái tình thương nó bao la lắm, không có nói được. Nhớ vậy đó. Tưởng là ông nói bậy nhưng mà ông nói không có bậy. À, muốn bậy thì nó ra bậy. Ông nói nghĩ bậy nó ra bậy. Không nghĩ bậy nó không có ra bậy. Thật mà. Cho nên cái gì cũng vậy hết. Biết thì là cũng giống như là tôi nói xấu che. Tốt phe. Thật sự vậy đó. Tại Việt Nam mình nó thiếu sót chỗ đó. Vì tới lúc mà xấu rồi chứ phe ai mà coi. Không, phải còn đẹp phe anh ta còn coi ta còn mới tiền bạc chứ thật sự vậy. Việt Nam mà giọng thứ ba bốn con rồi banh vú banh đồ ra cho bú đó ai mà dòm chi nữa. Đây là cái yếu điểm. Còn lúc tóc đẹp thì đem giấu. Không, ở bên đây á, người phụ nữ cho con bú á, người ta không có mắc cỡ. Đây cái đó là cái thiêng liêng. Mà khi nếu như bên Việt Nam á, mà người phụ nữ á, mà lấy cái đó ra cho con, giặt ra cho con bú á, thì coi cảm thấy là một điều mắc cỡ. Nhưng bên Mỹ không có. Bên Mỹ rất là bình thường, tại vì cái đó là một cái tạo hóa của con người. Ở bên Mỹ thì mình nói cái đó mình thấy rất bình thường, không có gì, không có đó thiệt. Tôi nói xấu che tốt khoe đó. Đàn ông cũng vậy thôi. Đi cổ quần chạm vòng hoài chứ. Nó bậy đó. Thiệt mà. Tại sao vậy? Có chứ. Đừng làm vậy, người ta cười chết. Cười không? Cười. Họ cười đúng rồi đó. Phúc cũng nghĩ vậy. Lỡ mà anh Phúc tới người ta thấy là người ta cười chết. Cười thiệt chứ. Cười thiệt, biết không? Cao Kỳ Duyên là người đầu tiên cười. Nhớ tới Cao Kỳ Duyên rồi. À, biết Cao Kỳ Duyên không? Biết. Nếu mà cậu có nghe được sau này. Thích Cao Kỳ Duyên. Nghe nhắc hoài. MC. Tại vì để cho một người yêu thương mà phải cổ quần vậy là kỳ. Trời, cái gì vậy? Cái gì mà yêu thương Nguyễn Cao Kỳ Duyên mà. Chắc chết quá. Đó si không biết cái gì thiệt. Nhưng mà mình cũng muốn nói vậy đó. Đừng thách đố nhiều quá, cũng tốt. Ai thách đố? Thì cũng có người chứ. Nghe không? Cười phúc quá. Dạ, đừng thách thức mà mình nói chung thì không đúng. Người ta cười chết. Nói nghèo cũng vậy, đừng có nói láo. Đúng rồi. Nói láo cũng thì láo. Tùy theo. Đáng nói láo thì nên nói, còn nếu không thì đừng nên thiệt mà. Nếu không người ta cười đó. Tại vì dụng tâm nó cũng giống vậy đó. Dụng tâm không kéo thì người ta cười chứ không được gì hết nè. Giống như xe chạy ngoài đường cũng vậy. Nhiều khi thấy chạy vậy đó, cái đèn trước vui, cái đèn thứ hai chưa chắc gì vui. Đúng không? Đúng. Nên đời người nó cũng giống vậy đó. Đúng, ông nói nhiều khi nhiều cái chí lý lắm á. Thành thử cổ lắm. Thì bởi mình mới nói với Cao Duyên không có gì như không mà Phúc nói đâu. Phúc chỉ muốn nói vậy đó. Một người mà mọi người tôn trọng mà nó láo thì nó không có đúng. Còn nếu ai nó láo thì người ta nhất định sẽ gánh lấy. Thứ sáu đi chính ngờ luôn anh Phúc. Dạ. Đi chính ngờ luôn hả? Đâu. Nó quên cái về cái xong nhớ được. Có bệnh gì đâu chết. Đi hất tóc. Không, chích ngừa đừng có cho bệ cô cái. Đâu, đi hất tóc rồi đi chích ngừa luôn. Có gì đâu. Có gì đâu sợ. Chích ngừa đừng có cho bệ cô biết. Hiểu không? Trước nói chích ngừa cho 200 rồi. Chích ngừa rồi đi làm cái nào. Có bạn trên đây nè. Ông tưởng đâu cho 200 thì ông đi chích kìa. Trời ơi. Anh cho anh mấy chục. Mấy chục thì có chứ 200. Hiểu không à? Tính phong mình mới chơi bởi đầu nhưng mà. Sao? Cũng không có nhưng mà mình cũng nhớ tới anh em. Tại Phúc cũng có anh em nó cũng dễ thương lắm. Em ruột hả? Như em bà con. Cũng thương Phúc vậy hả? Nó bị tai nạn xe mà. Đó nó mượn chiếc xe của Phúc với lại nhỏ bạn á. Rồi chạy bị accident thôi chứ có gì. Giờ ở đâu? Thì accident mà có sao không? Cái mặt bị vỡ thôi. Cái kiến đâm vô. Rồi bây giờ ở đâu rồi? Thì còn nhớ anh Phúc không? Ở mấy chỗ ba này thôi chứ đâu sao. Vậy hả? Mà có nhớ có tìm Phúc không? Thì trước sau cũng gặp mà. Vậy hả? Phúc còn sống thì đương nhiên em còn sống. Nhớ gì nữa. Không biết em anh Phúc có coi những cái chương trình này có thấy anh Phúc hay không hả ta? Nghĩ biết chứ. Nếu mà nghe anh Phúc nói những câu nói này thôi nên đi tìm anh Phúc về. Thì họ cũng đặt ra nhiều lắm. Nhưng mà mình
cũng muốn nói với thằng em là Long đó, ta kêu Long chó điên á. À, vậy hả? Phải thì, không? Mong em có nghe được cái video này. Ừ. Thì em cứ nhớ câu anh còn sống thì em nhất định sẽ còn sống. Còn ai? Khóc rồi trời. Ai đối xử như thế nào thì cứ nói anh. Nhớ vậy đó. Nhắc tới chắc em thâm tình lắm khóc. Thì cũng không có gì đâu. Tại vì em mình mến mà nhà đó xảy tai nạn thì không có được vui. Hả? À, cái đó đêm trung thu á. Dạ. Thì chạy nhiều khi lẹ quá. Nhưng mà không biết anh Long đó giờ có biết anh Phúc. Nhưng nghĩ mình nói là Minh và Cộng là cũng là đi chơi với thằng em mình chứ không phải là đi Phúc. Nhưng mà giờ cũng còn thỉnh thoảng gặp. Vậy hả? Dạ. Thì giờ anh Phúc cũng gặp hả? Rồi. Ai, dạ anh Phúc thỉnh thoảng cũng gặp hả? Cũng gặp Minh thì gặp bạn của thằng em mình á. Dạ. Cũng gặp. Thì có hỏi thăm em sao không? Thì cũng biết mà. Nhất định thế thế nào cũng có ngày gặp lại. Nói chung là ông mà áo trắng giờ thấy ông cũng sáng sủa lắm à. Sáng thôi đừng sủa. Sáng sủa hiểu không? Vì khi nghe cái lời nói á. Ừ. Rồi nó đôi khi nó cũng vậy đó, nó chơi mà không biết mà nó thiệt thì là không ai. Sáng thôi chứ không có sủa. Cánh bạc sọc lắm. Còn sủa là sao? Cũng giống giờ ta nói chó sủa, ví dụ vậy. Nó nhiều lắm ở nhà sọc chứ. Đó mà không kéo đem cho luôn. Mặt nó thoải mái hơn vườn. Không hút thuốc hả? Không thuốc phải không? Dạ. Nó phong hơn hút thuốc mà có rượu bia không? À rượu bia thì có, rượu không có. Có bạn gái không? À, có rồi mọi người. Ồ, có rồi, đến thôi. Cái... Hỏi nói chuyện kiểu này mà nó không có bạn, không có bạn gái là mất công. Có rồi. Có rồi phải không? Chứ thôi mất công bị hỏi nhiều lắm. À, nói chưa có bạn gái là phải là đính chính đi. Thôi là bị hỏi nhiều lắm. Phải không? Đây có Phúc chưa có bạn gái rồi. Bởi vậy, đây rồi. Có ai đăng ký không? Tội lỗi đó. Hát vậy chứ. Đó, bây giờ đó thật còn sự là còn độc thân đó. Còn yêu quyền đó. Không rồi, ai nói còn yêu thì thật sự nó vậy đó, nào giờ mình đâu có bạn gái đâu, mình thử còn yêu quyên không phải đâu. Đâu chứ em mì bùi rồi nhắc tùm lum có ai con mì, có ai, cái rồi. Em mì bùi vậy mà. Ừ. Cái lúc đó anh giữ mình không phải là mình nữa. Chứ nếu không giờ này cũng gặp được si rồi. Quen cái tới giờ này không biết đâu luôn. Nhắc hoài luôn là cái mối tình đó đó. Nha, thật gặp sự. Gặp tới là nghe lời. Chẳng qua nhắc cái tên đó. Si cũng là người cuối cùng mà Phúc quen. Ồ, vậy, vậy người cuối cùng xong rồi anh rớt xuống đây luôn. Không biết sao mà anh ra đây hay không biết. Thật sự không biết. Không biết lý do chuyện gì. Mà ra nằm ngoài đây không biết có ai bán gì không biết. Thật sự đó. Thật sự Ren hả? Chi cũng 2-3 năm. Ở chung 2-3 năm đúng dạ. Không? Có rồi con biết không? Đụng cái rồi ra đây luôn. Có con không? Có đứa con gái. Wow. Trên Atina đó. Wow. Đứa con gái là như họ cũng bán ăn rồi. Không có đâu. Hả? Không có đâu, ai mà bán ăn con người ta nuôi chứ ai bán ăn. Tưởng tượng không à. Nhiều khi người ta nghe được mà. Đôi khi Phúc cũng nhiều cái buồn lắm. Ừ. Đứa bé cũng ai xa lạ đâu. Vậy ở đâu? Đứa bé là con anh mà. Nhiều khi nó đang ngồi đây nè. Vậy? Tưởng tượng ông nói ghê quá không? À. Thật á, đang ngồi nè. Ừ. Rồi tất cả sẽ hiểu mà, không có gì đâu. Thật ra những gì Phúc nói đều sự thật hết. Ừ. Không biết sao mà đi ra ngoài đây mình ở nữa, không hiểu. Không hiểu lý do gì ra đây luôn chỉ hả? Biết là ngày đó như là bạn gái chở ra đây cái rồi tới giờ này luôn. Thiệt hả? Bạn gái chở bỏ đây hả? Chắc bỏ. Phải không? Không có bạn gái nào không chở anh dục đây đâu. Thì bởi vậy mới nói. Ừ. Có lẽ si một là cái gì đó, còn hai là không có lương tâm. Lương sáng lương năm có mà lương có sáng, lương tâm. Lương năm. Có lương tâm. Thôi bây giờ hát tặng khán giả đi, đừng nhắc chuyện vô quá khứ rồi buồn quá rồi cái mất công. Thì đúng rồi. Đừng nhắc chuyện đó anh buồn. Phúc chị muốn nói vậy đó. Đứa bé mà sống chung với mày cũng ai xa lạ đâu. Đang ngồi nè. Tưởng tượng rồi đó. Thôi hát đi, đừng nhắc đó mà buồn rồi mất công nữa. Hát đi, hát. Hát không? Em bảo Phong hát rồi. Hát bản gì đi, Phong hát bản đi. Phong hát đi Phong. Trời em không biết hát không. Hát vậy thôi khỏi cần nhạc. Hát đi. Em mở cho anh Phúc hát nha. Em mở nhỏ nè. Anh Phúc hát nha. Anh Phúc hát hay mà. Dạ anh Phúc hát hay lắm. Dạ thưa bà, tôi là một kẻ ở miền xa xôi lắm. Đạp Sơn Hà mới quay gót trở về đây. Để kể tất cả nghe một câu chuyện. Chuyện yêu thương của thợ ban đầu. Chuyện vui buồn của hai đứa khi mới vừa quen biết đó mà.
tôi ngầm ngân thật lâu mới hát ra được thành câu. Ông hát đi không hát đi hát bạn bây giờ anh hát tặng chị Oanh một đoạn đi. Không cho ông hát cái bài này hết, cái ông nào hát cái bài gì đó. Thôi thôi này cũng được rồi, con máy hát đi. Hát bài đó đi. Khúc hát cương không à? Hát cương rồi hát đại bài đó hát cái. Không hát đi không. Không hát đi, hát. Còn mấy hàng hát bài đi. Hát anh đang hát bài đang hát bằng lỡ dở anh hát hết đi. Tôi ngậm ngùi thật lâu mới hát ra được thành câu. Chúc mấy cô mấy bác mấy dì mấy dương sống cho dồi dào niềm yêu thương của người mà tôi yêu. À giờ hát à, hát tặng Như Oanh à. Hát nè, rồi, hát bài gì nắng hạ đi mây trôi lang thang vậy đó phải không? Đúng rồi. Ừ, chị Oanh thích bài đó mà. À cầm đi, cầm hát cho chị Oanh nghe đi. Thấy không? Nhìn chữ thấy không? Thấy không? Mở ánh sáng nữa không? Oanh. Mở ánh sáng. Oanh cũng nổi tiếng lắm hả? Oanh nổi tiếng lắm. Hả? Oanh nổi tiếng lắm. Bây giờ Oanh nổi tiếng lắm. Được. Biết à, biết chị Oanh là người yêu cũ của Trà Văn Phúc, cô Tây luôn. Nè, bây giờ hai anh em mình hát nè. Ok, nè, anh hát đi. Rồi. Mà sao Phúc mình đi quên à? Ừ. Rồi hát đi. Nắng hạ đi, mây trôi lang thang cho hạ buồn. Thổi thổi đốt rồng để ngậm ngùi, chim nhớ lá rừng. Ai biết mẹ buồn, sao chậm vậy? Tại vì từ từ, nó nát từ từ thôi. Rồi. Hát theo điệu nhạc. Rồi, tiếp đi. Tiếp. Yêu cầu biết ngồi, nhỏ trót sâu đó. Hai chị em tóc bạc giống nhau. Đôi mắt mẹ buồn hiu, rộng chơi những ngày đầu dừa. Ba giá nếm dừa đường mòn xưa, dài nắng dầm mưa. Đâu đâu hát đi. Hát đi hát đi. Đâu đâu đâu. Hát đi. Đâu hát đi, anh hát bản bản của chú Anh nè, hát đi. Hát đi. Tới tới đoạn gì đó rồi xong tiếp nói đi thử coi. Hả? Chỉ giờ nổi tiếng không? Chỉ giờ nổi tiếng lắm. Vậy hả? Ừ. Chỉ là tại vì hả là người yêu cũ của Trà Văn Phúc mà nổi tiếng lắm. Tính được làm mây mà bay khắp nơi giang hồ, ghé chốn quê hương xa xôi tặng cước ly hương. Sinh đường làm gió dập rượu đưa rượu ca nhau, chai bíp hiên sao cũng ngọt ngào một lời cho nhau. Xin sống lại tình yêu đơn sơ rộng chơi những ngày đầu dừa. Ba giá miếng dừa đường mòn xưa, dãi nắng dầm mưa. Xin nắng hạ thôi buồn một mình, nhớ luyến che tình dạo quanh khung trời kỷ niệm, chờ thèm sao đắng nấu canh. Đó, quá hay rồi đó. Mấy cái cảnh này đẹp quá không? Ừ. Hay mà, đẹp mà. Cảnh núi, rừng. Yeah. Ừ. Rồi, nhìn chữ khác đi. Nhìn chữ mà không có rõ lắm. Tại vì nói chung nhỏ ít ăn học. Bỏ xin được làm mây. Bị cô giáo... được làm mây mà bay khắp nơi giang hồ. Hát nữa không? Nghe trốn quê hương ta gợi buồn, cất bước ra đi. Xin được làm gió. Làm gió gì nữa? Xin được làm gió, dập dìu đường hiệu ca dao. Hả? Ồ. Anh Phúc biết con hổng không? Bởi vì Phúc nghe mà cái sợ chạy kịp luôn đó không? Không nghe cái đó nhiều quá đâu. Ơi. Nghe nhiều quá. Tội nghiệp mấy không? Mấy ông cha già thấy chưa? Con cái chạy đi chơi mà con gái nữa mà đi kiểu đó xuống đây sao cha nào không sợ? Đi bắn giống làm gì? Rồi ông nói đi là phim nhiều ông quá. Bắn giống hàng ông nói là mấy siêu vô cừ đó nó dụ dỗ con thôi. Bắn giỡ đâu, phải bắn giỡ không? Ông bắn giống hàng ông nói ông có coi, chú có coi kênh hàng đó mà mấy vô gia cư nó dụ dỗ con thôi. Chết rồi. Nói chuyện chết rồi, mày giờ điều tra Phúc có dụ dỗ không? Phúc bánh dỗ cho con thấy. Phúc nghe Phúc chạy tới lát mà không biết Phúc có dụ dỗ. Đây múa dỗ coi. Mà nè khán giả kêu Phúc múa, bữa nào múa cho khán giả coi. Dạ con gửi đây giặt cho thấy. À múa đây. Bữa mấy bữa khán giả nói đâu, bữa nào kêu Phúc múa nữa. À múa nè. Vừa nhá cái là tới chỗ rồi.
Trời ơi là trời, Phúc vui lắm á ha. Thiệt đó, thấy không? Thấy mấy anh thương không? Phúc gắn đi. Thấy mấy anh em ai coi trên video thấy Phúc ai cũng thương. Thương vậy đó. Người ta tìm người ta đi giúp á, anh thấy không? Thương không thì đâu có được. Vậy thương chưa? Phải có gì nữa. Thì thương là giúp anh đó, dẫn anh đi mua đồ đi ăn uống. Cũng Phúc cũng thương lắm mà sao không bao giờ anh tới mình kỳ vậy? Biết nghe nè, nhưng mà tiền đừng có thương nhiều quá, mình sẽ chơi cái kia giúp mình hư. Phải không? Ừ. Ồ, cái đó hư. Tiền là đủ mình ăn thôi, cái đó hư chứ còn gì nữa. Tiền đâu có đâu đủ ăn, lo nó chạy đi đâu không à. Thì chạy đi cái quỷ đó, cái khói á. Để nó kêu, để kêu về mới được. Đó. Chứ không phải là nếu mà anh Phúc làm được cuộc đời bà con cô bác cộng đồng mạng ủng hộ anh Phúc tiền làm chứ. Ừ. Không biết sao còn mà... anh Phúc làm không được á, tiền người ta sợ cho là hại. Phúc đang làm nhà cửa chứ mà không biết sao mình té văng đây nè. Đó, thì đang làm coi chết sình đó mà văng suối là tại vì cái quỷ kia đó. Quỷ đó hả? Cái quỷ đó đó, sao giờ bỏ được cái quỷ đó là ok. Đó, đi chỗ khác đi nha. Nói ổng nói ổng đánh trong lãng. Đừng tới đi nữa. Ừ. Cái này á, bây giờ á anh Phúc nói nghe nè. Đi. Chú ở đó. Phúc. Phúc, Phúc nghe cho mình nói kìa. Bây giờ á một tuần nữa em mua gỗ, em mua ở trong Home Depot á. Anh em mình đóng. Đóng cho nó kiên cố luôn. Không bây giờ đóng gọn gọn lên thôi chứ mình không có được đóng người ta xuống người ta dở nha. Đúng rồi, xuống dở đó. Đóng cái sườn thôi, cái sườn để mình có mấy miếng nhựa cao su mùa mưa tới che cho ổng. Chứ đóng cái kia nó dở uổng lắm. Nó xúc nó uổng lắm. Chỉ đóng có cái sườn á, rồi mình làm cái lấy xin mấy cái tấm gì. Đúng rồi, cái tấm dán á. Mấy cái tấm gì mà gỗ đó mà người ta nó kêu cái gì quên mất nữa rồi. Cái gì kêu gì? Xin mấy cái pallet về lót vậy đừng cho mùa mưa đừng có tràn xuống dưới á. Thôi mà bây giờ chủ yếu kêu ông đi lên bờ đi cho program đi rồi đi để từ từ. Chứ giờ ở dưới đây làm gì chứ? Phải không? Lên bờ xong Phúc ạ. Ừ. Thiệt á. Em thương anh em mới nói vậy. Thương không? Thương chứ không thương ai xuống đây. Bây giờ không thương ai xuống đây. Bởi vậy. Đúng không? Nghĩ đi, nên là những nhà hảo tâm thương mới tìm tới anh Phúc và muốn giúp anh Phúc cái này, giúp anh Phúc cái kia. Đủ thứ mà anh Phúc không chịu, đâu có được. Thì khi nào Cao Kỳ Duyên xuống kêu mình đi. Bây giờ ước Cao Kỳ Duyên kêu không, giờ chừng nào rồi. Không chung là có chuyện đó. Bây giờ Cao Kỳ Duyên không có xuống rồi, có hàng Tạ xuống, hàng Cali xuống rồi sao. Nói với Cao Kỳ Duyên vậy đó, không chung là có chuyện đó. Bây giờ hàng Cali xuống rước nè. Tại vì thua mình mà phải chung chứ. Cao Kỳ Duyên không có xuống rước nè. Khi không chung là không được đâu. Không chung là giục luôn. Anh muốn đi tìm xe không? Hả? Muốn đi tìm không? Xe dễ mà. Ở đâu? Trời ơi. Anh Phúc ơi, nếu mà hằng mời được Nguyễn Cao Kỳ Duyên đi mời anh Phúc đi cai nghiện vậy anh Phúc đi không? Nguyễn Cao Duyên xuống kêu anh Phúc đi cai nghiện. Đi. Hứa phải không? Thiệt hả? Thiệt hả kêu bệnh? Bây giờ mình gắn mình mời Nguyễn Cao Kỳ Duyên để đi Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Cao Duyên xuống đây là mình đi à? Xuống chung đằng qua đi à? Vậy hả? Là chịu đi phải không? Đi à. Tại hứa mà. Nếu đó anh Phúc nói rồi. Được là mời Khúc trẻ đó nha. Khúc mà Phúc thấy đó. Nhớ vậy đó. Là sao? Phúc thấy thì, là gì? Chứ nói si biết à. Trời ơi, chỉ có si với Phúc biết à. Này là Phúc đang trong trí tưởng tượng là nói chuyện với Nguyễn Cao Kỳ Duyên đó trời. Thì nhiều khi tưởng tượng nhưng mà tượng không coi như gì? Là thần tượng Nguyễn Cao Kỳ Duyên quá nhập tâm phải không? Phải không? Thần tượng quá phải không? Thật sự thì hàng ta thách thức không? Chứ mình không có thách thức. Thua không chung thì không được. Nói vậy si hiểu à. Thế mà mình chưa bao giờ mơ ước cái gì khác nhưng mà đừng thách thức quá. Chỉ luật sư thôi. Luật sư mà. Thì Nguyễn Cao Kỳ Duyên là luật sư mà. Anh thi còn luật sư nữa. Em coi như con nhà anh học đó. Con nhà anh học đúng rồi. Đây là coi như cái đó là học học nhà trường. Coi như là thần còn tượng cái này học Cao là coi như học bổng. Tìm hiểu rất là kỹ. Kỳ Duyên biết luôn học bổng không? Học miễn phí. Học miễn phí. Thấy vậy chúng ta nằm tùm lum dưới không? Đâu ai nằm tùm lum dưới đó. Mấy cái xe lượm tùm lum với ai đâu. Vậy hả? Trời ơi đó có Phúc thấy thôi chứ ai thấy nào chịu nổi rồi không? Đó ổng nói người ta nằm dưới á mấy cái thùng rác không à. Mấy cái xe rác tùm lum. Thứ sáu đi tắm luôn hả? Mới đi luôn nha. Lấy bộ đồ mới mặc luôn. Đó bây giờ hả phải tắm rửa sạch sẽ rồi á để cho có lâu lâu khi mình tới chở đi chơi rồi này kia ha. Rồi cái lên bờ cái luôn. Bình hả? Thank you. Thank you anh em. Rồi cái gì đâu?
Thật ra thì biết Phúc cũng vậy lắm, mình cũng cũng hiểu được tánh của mình chút chút. Dạ, yeah, cũng nóng lắm. À, mình cũng vậy, tánh mình cũng mới gặp sáng giờ biết nóng lắm. Nóng lắm, không thiệt. Có không kìa Vinh? Tánh mình bộ có không, lắm. Có không? Nhưng mà có cái là được, mình hay nói thẳng à. Ừ. Ừ, được cái chỗ đó, đó. Ừ. Không có úp úp mở mở. Ừ. Sống con người mà úp úp mở mở chứ là không ai hiểu được gì hết đâu. Ừ. Úp úp mở mở. Nói thẳng thôi. Đúng yeah. Rồi. Ừ. Hôm nay coi như thank you. Okay. Rất là cảm ơn Phong. Rồi thứ sáu em mình gặp lại. Rồi tất nhiên. Ba ok anh Phúc, ba anh Phúc thứ sáu gặp. Rồi, thank you. Rồi thứ sáu anh Phúc mặc đồ đẹp. Love you. Ok, thank you anh Phúc. Rồi, yeah. Rồi yeah. Nhất định là thứ sáu là đi ăn với anh Phúc đó. Rồi, thank you. Lâu nay lâu nay là đi ăn với ổng hoài mà không chịu đi á. Ok. Rồi, ok. Rồi, bye. Rồi. À, ba anh Phúc. Xe đâu người đó đó. Yeah. Ừ, nhớ xe đâu người đó đó. Ok, thứ sáu có cái ổ khóa cho. Hả? Rồi, nhớ rồi, ok. Có cái phone, có cái nhạc luôn. Dạ. Yeah. Đó, đưa cái phone cho ổng thôi, gán dặn ổng kỹ nha. Thằng đưa xong rồi là rồi, được hai bữa thôi. Rồi cái chị Quanh qua mua cái phone đó đó. Rồi xong mấy cái máy nghe nhạc cũng vậy. Ổng nói người ta kêu dục, rồi ổng dục bỏ. Bởi vì uổng vậy đó, chứ không phải là mình tiếc với ổng. Thì ổng ảo giác đó. Ừ. Em mua cái phone ra mới luôn. À. Cài nhạc sẵn luôn. Ờ. Chứ không có mua cái phone Sài Gòn gì hết á. Thì rồi, nhưng mà sợ uổng thôi, sợ ba bữa ổng dục rồi cái uổng thôi. Okay. Chứ không phải là mình tiếc với ổng, phải không? Đó. Cho ổng vui, ảnh nghe nhạc ảnh vui là được. Ừ, bà ổng cũng vậy đó, đi mua mới luôn cho nên like cái mấy máy nghe nhạc. Xong rồi về hả, tải nhạc đồ vô đàng hoàng, xong rồi ổng nói mới đưa sáng chiều mất rồi. Rồi sao giờ, đó. Là nhạc đầy trong đó hết trơn rồi, mở cho ổng nghe rồi là ổng thích rồi. Xong ổng nói mới đưa sáng buổi chiều mất rồi. ổng hay ảo tưởng á, không nghe người ta nói là mất vậy đó. Ok yeah. Rồi thôi vậy yeah. Với thằng về ha. Ok, thank you. Ok rồi thứ gì có gì thứ sáu gặp rồi, okay. Rồi bye Kevin. Bye.